Thưa quý vị và các bạn, những hào hùng và cả những gian khổ, mất mát, hy sinh để càng thấy ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ quý giá biết nhường nào. Những chiến sĩ Điện Biên Phủ ngày đó mới 19-20 tuổi đã cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng thần thánh, nhưng cũng rất đỗi gần gũi, thân thương, giản dị. Ở họ, bên cạnh ý chí chiến đấu ngoan cường thì cũng có những phút giây rất đời, rất gần gũi. Đây là những dòng ghi chú của cụ Kiều Văn Kiến khi đã ngoài 90 tuổi. Cả một đời lính, cụ Kiến tổng kết lại ngắn gọn trong một trang giấy. Chỉ mong con cháu khắc ghi trên bia đá để làm kỷ niệm. Tuổi đã cao, nhưng khí thế của anh bộ đội đã tham gia đánh ba thằng giặc Pháp, Mỹ và Pol Pot như lời của cụ vẫn vẹn nguyên trong lời kể. Ở đó còn có cả những khoảng lặng không bao giờ quên. Tôi nhớ nhất là cái đoạn là đánh nhau thì phải đào nhau thông vào nhiều lần. Từ chỗ ngủ đến chỗ đánh nhau là không được đi một chân trên mặt đất. Thì đi dưới hầm này. Thì đi dưới hầm. Thế trên bảo dừng chỗ nào là dừng. Thì tối thì là anh nuôi Lâm Phương rồi, Lâm Phương để dành cái lúc đào ra thông vào xong thì mới ăn. Thế nhưng mà đi ra thông vào nó ngập, đưa Lâm cơm nó tụt ra lúc nào không biết. Cái lúc đào xong thì sờ thì không thấy. Mất Lâm Phương. Đói ạ. Khô chứ mà. Thường ăn quá. Những ngày tháng khoét núi ngủ hầm với bao gian khổ cũng là ký ức không bao giờ quên đối với cụ Nguyễn Văn Hùng. Giao thông hào đó, khi là lúc bây giờ nó đang chết mùa mưa ngập trên mắt cá chân này, nó móm. Khi trong đây nhìn ra trước mặt này đây, thì đằng sau này có một cái hầm ấy. Nếu mà nó bắn thì mình tụt xuống, nếu mà bắn theo cái kiểu dốc két đại bác ấy thì chui vào cái hầm ấy để tránh. Thì ăn thì toàn là cái cá khô với cơm nấm mang ra đây. Không chỉ có một Điện Biên hào hùng, câu chuyện về cái ăn cái mặc của các chiến sĩ Điện Biên lại càng nhắc chúng ta về những gian khó của chiến trường để thấy sức mạnh phi thường của cả đội quân ngày ấy và nhắc thế hệ hôm nay hiểu cái giá phải trả cho chiến thắng không hề nhỏ để ta trân quý hơn những ngày bình yên hôm nay.